chào các bạn đã đến với kênh máy chiếu VNBC. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay bóng đèn cho máy chiếu Infocut model IN225. Đây, trước khi thay bóng thì mình cần chuẩn bị một số dụng cụ là một chiếc tua vít, một chiếc kìm và không thể thiếu là một bóng đèn mới. Mình sẽ tiến hành thay bóng cho những máy chiếu này. Các bạn cần xác định vị trí của bóng đèn. Các bạn có thể thấy thì trên vỏ máy chiếu có một phần nắp rời có thể tháo ra. Thì đối với một giả số dòng máy chiếu, nắp bóng đèn nằm ở mặt phía trên. Nhưng cũng có một số máy chiếu thì nắp bóng đèn sẽ nằm ở phần dưới. Và đây mình với chiếc máy chiếu này thì nắp bóng đèn nằm ở vị trí này. Chúng ta quan sát xung quanh thì đây có một ốc ở vị trí này. Mình sẽ mở ốc này ra. Tháo nắp bóng đèn ra rất là dễ dàng. Đây là vị trí của bóng. Đây là jack nối bóng với ba lát. Đây là ốc cố định bóng. Thì chúng ta tháo ốc này và rút jack này ra thì sẽ có thể lấy được bóng ra khỏi máy chiếu. Phần bóng và khung bóng tháo ra khỏi máy chiếu. Và đây là phần bóng đèn mình lấy ra khỏi máy chiếu. Thì thường khi thay bóng đèn cho máy chiếu, chúng ta chỉ thay phần bóng bên trong. Còn phần khung này thì rất là chắc chắn nên không cần phải thay. Và bước tiếp theo mình sẽ lấy phần bóng ra khỏi cái khung sắt này. Các bạn có thể quan sát thấy là có 4 vị trí ốc. Chúng ta sẽ tháo các ốc này ra. Và phần bấm cũng được cố định bởi 4 con ốc ở 4 góc. Và các miếng sắt chặn cũng đều cố định bóng. Mình cũng sẽ tháo hết 4 ốc này ra. Cuối cùng là chúng ta sẽ rút phần dây kết nối này. Đây là bóng cũ. Thì các bạn có thể thấy là bóng cũ rất là tim đã bị đục trắng và làm cho ánh sáng bị yếu đi, hình ảnh chiếu ra bị mờ. Các bạn muốn thay bóng tại nhà thì có thể liên hệ với máy chiếu VNBC để được hỗ trợ tư vấn và cung cấp bóng đèn phù hợp cho máy chiếu của bạn. Mình sẽ thay bóng mới này vào. Bóng mới có cùng kích thước, cùng mã bóng. Mình sẽ gắn lại bóng vào khung vị trí cũ.
gắn khung sắt nha. Các bạn chú ý là gắn vào đúng vị trí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gắn dây vào vị trí. Nếu các bạn cảm giác thấy là phần tiếp xúc này lỏng và dễ bị tuột thì chúng ta sẽ dùng kềm để bấm chặt lại. Mình đã hoàn thành bước thay bóng mới vào cùng. À, chúng ta sẽ cùng gắn lại bóng vào máy để xem thành quả nhé. Hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn thay bóng cho máy chiếu InfoCut IN225. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. VNBC sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn nhanh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.